Đây mình test cái Honda Supra GTR. Xe này nhập Indo nha mọi người. Nó giống như là Winner của Việt Nam mình đó. Thử cái con số rồi cho anh em nghe thôi ha. Tần số nhẹ nhàng. Thế là mình làm nó hết trọng nội luôn nha. Xe này chạy 18.000 cây rồi. Xe nhập Indo là nó có chữ AHM. Nó là cái gì? Asio Moto Honda. Đánh cho nó bắt cho anh em coi. Bây giờ này đánh nó tuôn bánh không? Xe nhập nó không có công tắc đèn gì hết đó. Nó không có tắc đèn rồi. Đó, để đường số em bật ra nhẹ nhàng. Để nhu cầu liên hệ bên nhé. Xe biển số An Giang rồi, có cũng đẹp. Làm Mario FH quay ý cho nó gì là mình có làm hết rồi. Rider Winner N. Kêu anh em xem clip ha. Đây, anh mở chìa khóa lên anh coi nhiêu cây. 18.000 mấy rồi. Làm nồi con Honda Supra GTR. Lại giống như Winner ở Việt Nam mình nhé. Xe này xe nhập của Indo. Chạy anh này chủ xe chạy quá tuột nồi luôn. Dạ nóng quá. Chạy nó sắt nó bố luôn. Mòn á. Mỏng như lý lam. À cái lá này mòn nặng nè anh em thấy không? Hết luôn. Mình làm xong rồi mình quay clip cho anh em xem nha.